Thưa quý vị và các bạn, như vậy là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ đang cận kề và chỉ còn tính bằng ngày mà thôi. Năm nay kỳ thi được diễn ra trong bối cảnh cả nước đang chống dịch COVID-19 nên công tác thi được nhiều người, đặc biệt là các em học sinh và các bậc phụ huynh quan tâm. Đến thời điểm hiện tại thì nhiều địa phương đã sẵn sàng cho kỳ thi này. Tính đến ngày 5 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nguồn lực đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, công tác ôn tập cho học sinh vẫn được duy trì thực hiện cho đến ngày thi vì trường có đặc thù là tất cả các học sinh ở nội trú. Bên cạnh việc hướng dẫn ôn thi, giáo viên thường xuyên quan tâm nhắc nhở các em thực hiện công tác vệ sinh phòng chống dịch. Em cảm thấy rất là lo lắng và hồi hộp. Tuy nhiên thì việc ôn thi và vấn thì vẫn phải diễn ra bình thường, cho nên chúng em rất là tập trung để bước vào kỳ thi ôn thi một cách tốt nhất. Phía nhà trường thì đã làm tốt cái công tác động viên tinh thần và hỗ trợ tâm lý cho các em trong những ngày qua, và để đảm bảo thì nhà trường đã triển khai cho các em học quy chế thi đến từng học sinh rất tốt, đồng thời là phổ biến tuyên truyền cái phòng chống dịch bệnh cho các em. Kỳ thi trung học phổ thông năm 2020, Phú Yên có 10.117 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí thành 22 điểm thi với 432 phòng thi. Ngoài việc thực hiện công tác vệ sinh phòng chống dịch như khử khuẩn, đeo khẩu trang, giãn cách, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông được giao nhiệm vụ chủ động rà soát, nắm chắc tình hình sức khỏe học sinh và giáo viên của đơn vị mình trước, trong và sau ngày thi. Đã có sự phối hợp để mà tích cực trong cái công tác chuẩn bị, để đảm bảo thứ nhất là an toàn cả ở góc độ phòng chống dịch COVID-19, an toàn cả góc độ thực hiện quy chế của kỳ thi. Thứ hai là đảm bảo về cái tính nghiêm túc của kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đang đến gần, được Phú Yên đặt mục tiêu cao nhất là diễn ra an toàn tuyệt đối về an ninh, nghiêm túc và công bằng, đặc biệt là an toàn sức khỏe cho học sinh và giáo viên, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội, các thí sinh đến điểm thi bắt buộc phải đeo khẩu trang, nhưng trước khi vào phòng thi phải gỡ khẩu trang để cán bộ có thể kiểm tra xem xác minh được danh tính. Tất cả các thành viên của ban vận chuyển và bàn giao đề thi đều phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt và rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi bàn giao đề thi cho điểm thi. Thực hiện đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ và chấp hành công tác phòng chống dịch. Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ làm công tác thi kịp thời phát hiện thí sinh có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như là sốt, ho, khó thở thì báo ngay cho cán bộ y tế trực tại điểm thi. Và theo quy định thì trong lúc thi, thí sinh nếu như có biểu hiện sốt, ho và khó thở sẽ được chăm sóc y tế cũng như là chuyển sang thi ở phòng thi riêng. Nhiều người thì cũng đặt ra câu hỏi là đối với các thí sinh còn lại khi thi ở những phòng thi có thí sinh như vậy thì họ cũng sẽ lo lắng. Vậy thì có chuyển các em sang phòng dự thi hay là bù giờ làm bài cho sự cố này hay không? Nỗi lo lắng của phụ huynh và không ít giáo viên, cán bộ coi thi về khả năng các em gặp tình huống ngoài ý muốn này trong lúc làm bài là có căn cứ. Tuy nhiên thì trên thực tế, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở chỉ là bệnh bất ngờ vì đầu giờ các em đã được kiểm tra thân nhiệt cũng như là sát khuẩn tay. Đang thi nếu như các em cảm thấy mệt mỏi, giám thị thấy cần thiết có thể báo cáo để cho các em nghỉ ngơi. Nếu các em đủ sức khỏe sẽ cho thí sinh đó thi phòng riêng, phòng dự phòng. Còn việc chuyển phòng cho 23 em còn lại sẽ là không khả thi vì mất rất nhiều thời gian và không kiểm soát được. Việc thi cử còn liên quan đến tính bảo mật đề. Nếu như trong quá trình chuyển phòng, việc gian lận thi cử liệu còn có được đảm bảo hay là không? Do đó mà nếu như trong phòng thi có một thí sinh có biểu hiện nghi vấn về sức khỏe, thì 23 em còn lại vẫn ngồi thi tại phòng thi đó và không bù giờ. Với thí sinh đi ra ngoài, trưởng điểm thi sẽ tính toán thời gian nghỉ ngơi cho em đó như thế nào, có nên thi tiếp hay là không. Và hiện tại thì ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện các trường vẫn đang tiếp tục rà soát danh sách các thí sinh thuộc diện là F1, F2 sẽ được thi vào đợt sau với những tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Những cán bộ coi thi có biểu hiện là ho, sốt hay khó thở cũng như là thuộc diện F1, F2 sẽ không được tham gia coi thi. Mỗi điểm thi đợt này thì sẽ có ít nhất là 2 phòng thi dự bị cùng với phòng y tế để có thể kịp thời chăm sóc và hỗ trợ cho các thí sinh trong suốt quá trình thi. Và nếu như trong quá trình làm bài, thí sinh nào có biểu hiện là ho, sốt, khó thở cần được chăm sóc sẽ được
đưa xuống phòng y tế. Thí sinh vẫn đủ điều kiện về mặt sức khỏe để làm bài thì có thể được bố trí làm ở phòng dự bị để không làm ảnh hưởng tới các thí sinh khác. Bài thi của những thí sinh có dấu hiệu sốt, ho, khó thở sẽ được xử lý theo khuyến cáo của ngành y tế là bọc riêng trong túi ni lông. Khi kết thúc làm bài, những thí sinh này sẽ được ưu tiên xét nghiệm COVID-19. Nếu âm tính thì sẽ triển khai công tác chấm thi bình thường. Dương tính sẽ xin ý kiến chỉ đạo của ngành y tế để có biện pháp xử lý phù hợp. Những cán bộ coi thi tại phòng thi dự bị sẽ được yêu cầu thường xuyên thay khẩu trang, rửa tay, đảm bảo an toàn cho quá trình phòng chống dịch. Mỗi điểm thi sẽ có ít nhất là 10 cán bộ coi thi dự phòng hỗ trợ công tác tại điểm thi. Theo đó, thành phố không bố trí điểm thi dự phòng mà chỉ có phòng thi dự bị. Theo quy định thì mỗi phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bố trí là 24 thí sinh, đảm bảo quy định giãn cách tối đa giữa các thí sinh. Năm nay thì việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 làm sao cho an toàn, hiệu quả nên sẽ không có phần khai mạc kỳ thi. Thí sinh chỉ cần có mặt tại điểm thi trước 30 phút so với thời gian làm bài thi, có nghĩa là buổi sáng các em sẽ có mặt vào lúc là 7 giờ và buổi chiều là vào lúc 13 giờ 50 phút. Cán bộ coi thi thì cần có mặt tại điểm thi từ lúc 6 giờ 30 phút cho buổi sáng. Mỗi điểm thi sẽ yêu cầu thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến, rửa tay sát khuẩn. Thí sinh có nhu cầu đi ra ngoài, rời khỏi phòng thi thì bắt buộc phải đeo khẩu trang. Và cho tới thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy rằng công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 về cơ bản là đã hoàn tất với mục tiêu là đảm bảo an toàn tối đa cho thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong mùa dịch COVID-19. Tại tất cả các địa điểm thi sẽ phải đo thân nhiệt của thí sinh. Hiện ngành giáo dục đã huy động tối đa các máy đo thân nhiệt và nhân lực đảm bảo kiểm soát những thí sinh có thân nhiệt không bình thường hoặc là những biểu hiện như là ho, sốt hay khó thở để từ đó kịp thời cách ly tổ chức cho những thí sinh theo đúng quy định về phòng chống dịch COVID-19. Theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo, các địa phương có nhiệm vụ phối hợp với ngành giáo dục đào tạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 an toàn, đảm bảo công tác thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tại các địa phương còn lại, tổ chức kỳ thi theo kế hoạch từ ngày 8 đến 10 tháng 8, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong quá trình tổ chức kỳ thi từ 8 đến ngày 10 tháng 8. Thí sinh thuộc diện F1, F2 cả nước sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các địa phương phải lùi thời gian tổ chức kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội. Với những thí sinh dự kỳ thi tổ chức sau ngày 10 tháng 8, nếu có nguyện vọng sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển vào đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học xem xét bố trí tỷ lệ, chi tiêu và chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh phù hợp đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Vâng, thưa quý vị, việc phòng dịch COVID-19 là việc làm không của riêng ai. Vì vậy mà tại các điểm thi, về cơ bản công tác vệ sinh khử khuẩn đã được khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên thì để hạn chế sự lây lan, lây nhiễm của dịch bệnh, kể kỳ thi diễn ra một cách an toàn, thì thí sinh phải là người chủ động. Trước tiên thì tại các điểm thi trường, rà soát thí sinh thuộc diện F1 và F2, các thí sinh phải khai báo y tế cụ thể. Trong quá trình đi thi, các em phải chủ động đeo khẩu trang trong quá trình là từ nhà đến trường và cả trong quá trình thi, rửa tay bằng nước sát khuẩn khi vào phòng thi. Cần chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết cho quá trình làm bài thi, tránh việc phải dùng chung đồ với thí sinh khác. Đối với những thí sinh có biểu hiện là ho, sốt hay khó thở, cũng cần phải được khai báo y tế với giám thị để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Phụ huynh khi đưa con tới các điểm thi cũng phải hạn chế việc tụ tập cả buổi để chờ con thi xong. Đeo khẩu trang trong quá trình đưa đón con cũng chính là một trong những việc cần thực hiện nghiêm túc. Và qua những cái điểm kể trên thì chúng ta thấy rằng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 năm nay đã được chuẩn bị khá là chu đáo và lên tất cả những phương án dự phòng cho những trường hợp có thể xảy ra. Ví dụ như là có những thí sinh có những biểu hiện ho, sốt, khó thở hay là những cán bộ coi thi, trông thi những phòng thi đó như thế nào. Trong quá trình thi có những cái diễn biến đột xuất ra sao và cách xử lý nếu như thí sinh sau khi xét nghiệm có những kết quả nghi ngờ mắc COVID-19. Và từ đó thì có lẽ phần nào đã khiến cho các phụ huynh cũng như bạn học sinh chúng ta yên tâm hơn để chuẩn bị tốt nhất cho công tác thi cử của mình trong thời gian tới. Và cũng xin được gửi lời chúc cho tất cả các bạn thí sinh, chúng ta sẽ giữ được cho mình một sức khỏe tốt và sắp tới sẽ có một kỳ thi thật hoàn hảo.